bộ TTNTT và các nhà mạng sử dụng tên định danh để ngăn chặn cuộc gọi lừa đảo. Từ ngày 27 tháng 10, tất cả các số điện thoại của các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông TTNTT gọi đến người dân đều sẽ hiển thị tên định danh bộ TTNTT. Tương tự, cuộc gọi của các doanh nghiệp viễn thông tới khách hàng cũng hiển thị tên định danh của nhà mạng. Số điện thoại của các đơn vị thuộc Bộ TTNTT gọi đến người dân đều sẽ hiển thị tên định danh bộ TTNTT. Ảnh Thế Anh. Trong thời gian gần đây, một số đối tượng đã sử dụng số thuê bao cố định và di động giả mạo để xưng danh là Bộ Thông tin và Truyền thông, Công an, Viện Kiểm sát, Ngân hàng, Nhà mạng Viễn thông và gọi điện đến số điện thoại cố định và di động của người dân. Để đối phó với hình thức lừa đảo này, lãnh đạo Bộ TTNTT đã chỉ đạo triển khai cấp tên định danh VoIP Brand Name cho số điện thoại là số đường dây nóng của các đơn vị thuộc Bộ TTNTT và cấp tên định danh cho các nhà mạng viễn thông di động và cố định như VNPT, Viettel, Mobile Phone, FPT. Vào ngày 26 tháng 10, Oppo đã ra mắt hai mẫu smartphone màn hình gập mới tại thị trường Việt Nam, bao gồm Find N3 và Find N3 Flip. Find N3 sử dụng một cơ chế gập mở theo chiều ngang với phần bản lề uốn tầng thế hệ thứ 3. Màn hình bên ngoài của máy có kích thước 6,31 inch, trong khi màn hình bên trong có kích thước lên đến 7,82 inch. Bộ đôi này được coi là đối thủ trực tiếp của dòng sản phẩm Galaxy Z Fold 5 và Z Flip 5 từ Samsung. Mẫu Find N3 Flip sử dụng một thiết kế dạng gập hình vỏ sò. Mặc dù không có nhiều thay đổi về ngoại hình so với phiên bản trước đó, mẫu máy này đã thay đổi thiết kế cụm camera. Trong tin tức khác, giá Bitcoin đã tăng gần 15% trong tuần qua, đạt mức khoảng 34.100 đô la Mỹ. Coi tính đến tối ngày 28 tháng 10, do kỳ vọng về Bitcoin ETF cao hơn. Cuối cùng, Apple đã gửi thư mời cho sự kiện tiếp theo mang tên Scary Fast, dự kiến diễn ra vào ngày 30 tháng 10, giờ Thái Bình Dương. Có thông tin rò rỉ cho biết hãng sẽ giới thiệu các phiên bản mới của dòng máy tính Mac tại sự kiện này, có thể bao gồm một iMac hoàn toàn mới.